cái chủ đề nói chung là rất là tổng quan về cái phân loại cập nhật của WHO 2021 trong cái phân loại của u não. Gọi là cập nhật nhưng mà rõ là cái phân loại này đã có từ 2021 rồi. Và bây giờ 2023 theo cái bản 2021 này cho đến khi nào mà có bản mới diễn ra. Và cái cập nhật về phân loại này thì nó rất là rộng và nó dành cho bác sĩ cả phẫu thuật, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cũng như là đặc biệt là bác sĩ giải phẫu bệnh. Tuy nhiên mình sẽ khu trú những cái trọng điểm lớn mà bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thần kinh chúng ta cần phải biết. Thế thì cái nội dung bài của mình ngày hôm nay thì mình sẽ trình bày những cái gọi là những cái danh pháp mới về cập nhật về danh pháp. Thứ hai là nổi trội của cái 2021 này đó chính là cái phân loại của cái nhóm glioneuro hay là neuronotumors có những cái điểm gì mới. Và đối với hình ảnh của mình thì có thể dự đoán xem là bệnh nhân đấy có những cái rối loạn về sinh học phân tử như thế nào hay không. Và một số những cái loại mà ung thư, những cái loại u thần kinh mới mà update ở trong cái 2021 này. Thì có lẽ là trước khi vào bài thì các thầy và anh chị chuẩn bị nên chuẩn bị một tách trà hay là coffee gì đấy vì bài mình khá là dài. Đôi khi là có đoạn hơi nhàm chán một chút nữa vì nó rất là liên quan đến môn bệnh học. Thì đây là một cái flow của cái trong những cái bản cập nhật ạ. Thì cái việc mà một cái bước gọi là bước ngoặt của cái thay đổi này đó từ 2016 là bắt đầu WHO đưa những cái thay đổi về gen, về sinh học phân tử, những cái đột biến vào trong đó trong cái việc phân loại. Và cái từ 2016 cho đến 2021 này nó đã được update liên tục và các bạn có thể thấy là nó có 7 lần update và đến bây giờ là cái update lần thứ 7. Sau 7 lần update như vậy thì nó khá là hoàn chỉnh và được một cái gọi là cái hiệp hội về cái luôn cập nhật về phân tử và tiếp cận trong chẩn đoán của u não đưa ra hay là viết tắt là Impact Now ấy, thì người ta đã đưa ra những cái thay đổi lớn trong cái vai trò của phân tử trong chẩn đoán u não. Cái thứ hai đó là giúp cho chúng ta hiểu hơn về cái phân loại của u não cũng như là những cái việc liên quan đến điều trị đích. Ví dụ như bệnh nhân có cái đột biến này thì có thể điều trị bằng thuốc này thì nó sẽ đáp ứng, còn những bệnh nhân không có thì nó sẽ kém đáp ứng hơn, cũng như là việc đáp ứng với cả hóa hay là xạ trị. Cái thứ ba đó là chúng ta đối với một cái bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta cần phải quen với những cái update này, bởi vì rõ ràng chúng ta là một member ở trong cái team để chẩn đoán cũng như là trong việc theo dõi điều trị đối với bệnh nhân u não. Thế thì đối với việc cập nhật về cái danh pháp ấy, thì trước đây thì người ta sẽ sử dụng cái là NCD và variants, có nghĩa là thực thể và biến thể. Tuy nhiên đối với 2021 thì người ta mình sẽ chuyển thành type và subtype, có nghĩa là loại và gọi là tiếp hay dưới tiếp thôi. Thì cũng khá là quen thuộc đúng không ạ? Và người ta sẽ làm như thế nào đấy để cái tên của cái u nó ngắn nhất, đơn giản nhất có thể. Cái thứ hai đó là cái về cái grading thì chúng ta ngày trước nó vẫn dùng cái La Mã 1, 2, 3, 4. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ chuyển sang Ả Rập này, cái số 1, 2, 3, 4, thì người ta giải thích được rằng là ví dụ như trong cái quá trình đánh máy mà 1, 2, 3, 4 mà dùng cái chữ số của Roman La Mã thì nó dễ bị miss, bị đánh nhầm ấy. Đấy, thì có thể gây sai trong cái việc đó là chẩn đoán cho bệnh nhân. Thì việc sử dụng số bình thường như này, 1, 2, 3, 4 như này, nó sẽ ít gây cái sự nhầm lẫn đấy hơn. Và cái thứ ba đó là cái cụm anaplastic, thì ngày xưa mình vẫn là cái bất thục sản của cái u não mà ở trong glioma là cái grade 3. Thì ở bây giờ người ta sẽ bỏ cái cụm từ này anaplastic đi. Đơn giản nó là có thể là grade 3 thôi, nhưng mà mình sẽ không có cái cụm anaplastic trong chẩn đoán của glioma nữa. Và cái thứ tư là cái layer về về chẩn đoán thì chúng ta có thể thấy ở trên cái bảng này, đó là người ta sẽ đưa ra 4 cái layer. Thứ nhất là một cái chẩn đoán chung, nghĩa là cái u đấy là u gì này, có cái gì nổi bật như là IDH hay là không IDH, nó wild type hay như nào đấy. Cái thứ hai đó là cái chẩn đoán ở trên mô bệnh học, có nghĩa là nó biểu hiện bởi tế bào sao bào hay là thần kinh miễn dịch nhánh vân vân. Cái layer thứ ba đó là theo phân loại của CNS grade là 1, 2, 3, 4 như thế nào đấy. Và cái cụ thể hơn đó là những cái thông tin về sinh học phân tử, nghĩa là không đơn giản nó chỉ là
EZY chip hay là EZ Mutant, mà nó còn có những cái đột biến khác mà có thể liên quan đến việc phân loại cũng như là điều trị cho bệnh nhân. Nữa về cập nhật đó là cái NOS và NEC. Thì cái NOS là đã được giới thiệu ở khung 2016 rồi. Có nghĩa NOS có nghĩa là chúng ta những cái chẩn đoán, những cái xét nghiệm mà chúng ta cần phải làm để chẩn đoán một cái u não thì chúng ta không thể làm hết được. Ví dụ như là bệnh nhân có cái mô bệnh học là hướng đến thần u thần kinh điện ít nhánh oligodendroglium, EZ Mutant. Thế nhưng mà để chẩn đoán cái oligo này chúng ta cần phải có thêm một cái nữa, đó là cái đột biến mất đồng mất đoạn IP19Q. Nhưng mà cái đột biến này thì chúng ta biết là phải làm bằng FISH, nghĩa là nó sẽ khó khăn hơn trong một khá là nhiều cơ sở chúng ta làm cái IP19Q này. Nếu như mà chúng ta không thực hiện được cái IP19Q này thì chúng ta không thể chẩn đoán nó là EZ Mutant, IP19Q các thứ được. Bên này chúng ta phải thêm cái NOS ở phía sau, nghĩa là chúng ta không đủ cơ sở hoàn toàn để chẩn đoán cái oligodendroglium này, mặc dù cái trên cái mô bệnh học của nó là thể hiện một cái oligodendroglium. Và cái thứ hai đó là cái NEC, thì cái này là cái mới được đưa ra vào cái WHO, trong cái WHO 2021 này. Có nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta đã làm tất cả mọi thứ rồi thì chúng ta vẫn không thể chẩn đoán được, không thể đưa đưa cái u đấy vào một cái xếp loại trong cái bản của 2021. Ví dụ như là ở đây người ta đưa ra một cái ví dụ, đó là cái pilocytic astrocytome, thì nó thuộc cái loại đó là glioma, mà cái bờ dưới giấy rõ đấy, thì nó lại, nhưng mà lại có thêm một cái đột biến là H3K27M, thì cái đột biến này nó lại nằm ở trong cái dysphemic light glioma. Thế thì chúng ta không thể để nguyên nó như thế, bởi vì nó bị đá nhau, chúng ta không thể sắp xếp được vào một cái chỗ nào của cái 2021. Thế thì chúng ta phải thêm cái cụm ở phía sau đó là NEC, thì cái này cũng rất là quan trọng. Và để chúng ta thấy thấy rằng đó là đôi khi là chẩn đoán cái u não nó gặp rất là nhiều khó khăn, và có những cái kẽ hở ở trong cái phân loại của 2021. Thì khi mà có cái NOS và NAC như EC này thì ở bất kỳ một cái tổn thương như thế nào thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể thể phân loại được. Vậy thì để phân loại được và để mình hiểu hơn về cái cập nhật mới này thì em cũng xin được nói qua về những cái đột biến chính, đặc biệt là trong cái phân loại của gliom. Thì thứ nhất là cái đột biến về EDH ấy, thì cái gen cái enzyme EDH thì nó là một cái enzyme xúc tác cho quá trình mà khử carbon oxy hóa của isocitrate, và nó đóng vai trò rất là quan trọng cho cái chu trình Krebs và liên quan đến đồng hóa của tế bào. Thì cái đột biến mà của EDH này người ta quan sát thấy ở trên 80% các trường hợp mà glio, nhưng mà là grade 2 và grade 3. Bình thường mình sẽ có ba cái, đó là EDH1, EDH2, EDH3. Thì cái EDH1 á, nó nằm ở trong trong tế bào chất và cái peroxisome. Trong khi đó thì cái DH2 và DH3 thì nó nằm ở trong ti thể. Và phần lớn những bệnh nhân mà gliom thì nó sẽ bị đột biến là cái IDH1 và tiếp sau đó là cái IDH2. Và người ta cũng không chưa đề cập và cũng không đề cập đến cái đi đi IDH3. Và chúng ta biết là cái khi cái đột biến cái IDH này ạ, thì chúng ta nhìn vào cái sơ đồ này thì có thể thấy là khi có sự đột biến thì nó sẽ thay đổi cái việc, đó là biến đổi cái alpha ketoglutarate trở thành 2-hydroxyglutarate. Thì cái chất này khi mà lắng đọng ở trong cái tế bào, bởi vì cái khi mà đột biến nó lắng đọng rất là nhiều, thì cái chất này trong tế bào nó sẽ gây ra cái quá trình thay đổi về ADN methyl hóa, xong rồi nó sẽ làm tăng cái sự tăng sinh của các tế bào lên, vân vân và mây mây. Thế thì nó sẽ làm cho việc đó là kích thích phát triển của khối u. Thế thì cái đột biến IDH này nó lại có một cái rất là hay, đó là nó lại thường có kèm theo cái methyl của cái MGMT này. MGMT nghĩa là cái methyl guanine methyl transferase. Nó là một cái mình hiểu là cái enzyme MGMT đấy nó làm cho cái quá trình của tế bào nó bị chết đi. Và khi mà có cái sự methyl hóa như thế này thì nó sẽ làm MGMT nó không được biểu hiện. Thế thì nó sẽ là một cái tốt, bởi vì khi mà chúng ta đánh cái hóa chất vào, ví dụ như là telosomy Luis vào đấy, thì nó sẽ gắn với cả ADN và từ đó nó làm cho cái tế bào nó bị chết đi. Đấy, thì những cái bệnh nhân mà có EZ mutant thì nó sẽ thường có cái methyl của MGMT này và nó trên 80%, đó là một cái tín hiệu tốt. Thế nhưng mà để xét nghiệm cái này mình sẽ khá là khó khăn và cần phải giải trình tự gen. Thì hiện tại thì cũng không không quá là nhiều cơ sở có thể làm được cái này.
Và cái mê thiên hóa của cái MGMT này nó không phải chỉ có ở trong cái u thần kinh đệm mà nó còn có ở nhiều những cái u khác nữa. Thế nên mà mặc dù nó có vai trò trong cái việc điều trị cũng như là nó gặp nhiều ở trong cái u thần kinh đệm này, nhưng mà nó lại không được đưa vào trong cái việc mình nghĩa là liên quan đến ảnh hưởng đến việc phân loại, mà nó là một cái xét nghiệm thêm để điều trị cho bệnh nhân cũng như là để tiên lượng cho bệnh nhân mà thôi. Thế thì chúng ta quan cuối cùng thì chúng ta hiểu rằng đó là chúng ta sẽ có hai loại, đó là đột biến IDH thì người ta gọi là IDH mutant, có nghĩa là nó sẽ có tiên lượng tốt hơn, còn nếu mà không có đột biến thì là IDH wild type, người ta sẽ gọi là IDH wild type và nó có tiên lượng xấu hơn. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu đồ ở đây, đó là những bệnh nhân mà có IDH mutant thì có cái OS cái thời gian sống thêm nó cao hơn rất là nhiều so với những bệnh nhân mà IDH wild type. Một cái đột biến thứ hai đó là đột biến đồng mất đoạn IP19Q, có nghĩa là một sự mất đồng mất đoạn của cả cái ngắn của nhiễm sắc thể một P và cái dài nhiễm sắc thể 19. Thế thì nó sẽ có vai trò trong việc đánh cái tiên lượng, trong việc đánh giá điều trị, trong việc là hóa chất cũng như là hóa xạ trị kết hợp, cũng như là cái thời gian sống thêm của bệnh nhân diffuse glioma và đặc biệt là cái oligodendroglioma, bởi vì đa số những bệnh nhân mà oligodendroglioma thì nó đều có cái đột biến IP19Q này. Đó thì 78-85% bệnh nhân oligodendroglioma nó có đột biến này, và 50% bệnh nhân oligoastrocytoma, nghĩa là sự kết hợp của cả oligoastrocytoma có cái đột biến này. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây đó là khi mà bệnh nhân có cả cái đột biến IDH và cũng như là cả cái đột biến đồng mất đoạn IP19Q thì có tiên lượng tốt nhất. Tiên lượng trung bình là ở cái nhóm mà có đột biến IDH nhưng mà không có cái đột biến IP19Q, và tiên lượng tồi nhất đó là bệnh nhân không có đột biến nào cả. Thế thì trong cái cập nhật về phân loại của cái nhóm này thì trong cái nhóm glioneuro và neuronal tumors thì người ta sẽ chia ra làm cái 6 cái loại như thế này, và chúng ta sẽ bây giờ khu trú đầu tiên đó là người ta sẽ chia ra đó là cái típ của người lớn và típ của trẻ em. Đấy là một cái sự rất là khác biệt đối với các phân loại trước. Và chúng ta có thể thấy là người lớn người ta chỉ còn khu trú được một nhóm thôi, đó là diffuse glioma của người lớn. Và trong đấy thì nó sẽ có ba cái loại như thế này. Và em xin phép được tiếp tục. Thì chúng ta có thể thấy là trong cái phân loại của WHO-2007 thì nó rất là đơn giản. Nó không có một cái gì liên quan đến cái đột biến sinh học phân tử IDH hay là IP19Q gì cả. Tuy nhiên đến 2016 là chúng ta bắt đầu thấy rất là nhiều những cái phân loại khác nhau và nó rất là rối. Đến 2021 thì người ta đã khu trú hơn, đặc biệt là cái nhóm người lớn ý. Thì cả cái nhóm người lớn này thì nó về một cái 2.1.1 là erythroid diffuse glioma. Nhưng mà đối với trẻ nhỏ thì đối với cái glioma mà típ trẻ em thì ở 2016 nó chỉ có một cái, nhưng mà đến khi 2021 thì người ta cập nhật lên rất là nhiều những cái loại khác nhau. Và ở lát nữa thì em sẽ trình bày. Cái đầu tiên chúng ta sẽ khu trú trước đó là cái của típ người lớn ạ. Thì chúng ta đây là một cái bảng tóm gọn lại, đó là những cái thay đổi của từ 2016 cho đến 2019. Thì chúng ta nhìn chung chúng ta thấy rằng đó là nó sẽ gói gọn lại thành ba nhóm thôi, và có một cái đó là ví dụ như là đối với cái glioblastoma thì nó sẽ là chỉ có trong cái phần đó là glioblastoma IDH wild type, còn chúng ta sẽ không có cái glioblastoma IDH mutant, có nghĩa là nếu như mà nó là wild type thì chúng ta không thể thì nó sẽ thuộc cái nhóm này, còn nếu như mà có cái mutant thì sẽ không không thể có kèm glioblastoma ở trong đấy được. Thế thì đây là một cái sơ đồ chúng ta dễ hiểu hơn trong cái việc phân loại này. Thì đầu tiên đó là trên mô bệnh học chúng ta hướng đến một cái diffuse glioma. Thì tiếp tục chúng ta sẽ xem đó là bệnh nhân này có IDH hay không. Thì chúng ta thấy rằng đó là có cái xét nghiệm là IDH1 R132H. Thì cái như em vừa trình bày á, thì cái IDH1 là chúng ta có thể làm được trên bằng hóa mô miễn dịch. Tuy nhiên thì đối với những cái đột biến mà IDH2 các thứ, đột biến hiếm thì chúng ta phải giải trình tự gen để có thể tìm những cái đột biến hiếm. Và cái mà chúng ta làm được trên hóa mô miễn dịch ạ, thì là cái R132H, có nghĩa là cái đột biến điểm tại cái vị trí 132 biến arginine thành histidine thôi. Còn có những cái đột biến ở những cái điểm khác nữa, ví dụ 170, 140 vân vân, thì cái hóa mô miễn dịch mình chưa chưa có thể làm được. Nên là ở đây
cái xét nghiệm này bằng hóa môn miễn dịch thì chúng ta phân loại được hai phần như thế này. Thế tuy nhiên ở những cái bệnh nhân mà ví dụ như bệnh nhân thường là bệnh nhân trên dưới 55 tuổi thì chúng ta cần phải làm thêm những cái đột biến hiếm khác. Nếu như cái đột biến này nó không có, cái đột biến này là cái đột biến thường gặp nhất và nhiều nhất. Thế nên là giúp chúng ta có thể sơ bộ là phân loại được hai cái nhóm này. Thế thì trong cái trường hợp mà nếu như mà có cái đột biến NH1, R132H này thì chúng ta sẽ làm tiếp những cái đột biến ví dụ như là ATRX, TP53 hay là IP19Q và đặc biệt là cái IP19Q, thì nếu như có phải đồng thời cả cái đột biến này thì bệnh nhân mới được cái chẩn đoán là oligodendroglioma. Còn nếu không có thì rõ ràng là chúng ta không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán, lúc đấy mình sẽ chỉ là NOS mà thôi. Và cái thứ hai đó là nếu như có cái đột biến như trên này thì chúng ta sẽ xét xem là những cái như là bệnh nhân có cái tăng sinh bạch hay không, hoặc là có hoại tử bên trong hay không, để người ta phân bậc xem là nó sẽ thuộc grade 2, 3 hay grade 4. Và đặc biệt một cái đó là nếu như mà ở trong cái nhóm này mà chỉ cần, nghĩa là kể cả bệnh nhân không có cái sự tăng sinh mạch và cũng không có hoại tử nhưng mà lại có cái đồng mất đoạn của CDKN2AB này, thế thì dù cái mội học nó như thế nào, nó không biểu hiện một cái ác tính thì cũng được upgrade lên là grade 4, bởi vì người ta thấy rằng nó là cái có cái đột biến này thì tiên lượng và cái thời gian sống thêm của bệnh nhân là vô cùng xấu, thì nó không thể được nằm trong cái grade 2, grade 3 được mà phải upgrade lên. Còn cái nhóm thứ hai đó là bệnh nhân không có cái IDH, đột biến của IDH, thì chúng ta sẽ quay trở lại đó là cái mô bệnh học của bệnh nhân có cái những cái biểu hiện, một là ví dụ như là tăng sinh mạch, hai là hoại tử, có cái đột biến của cái tech này không, có cái EGFA của cái khuếch đại này không, có đột biến tăng cái số lượng bây giờ nhiễm sắc thể số 7 và giảm mất nhiễm sắc thể số 10 hay không. Thế thì chỉ cần một trong năm cái này thôi thì bệnh nhân sẽ đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là glioblastoma IDH whiteit CNS WHO grade 4. Cũng dài phết đúng không? Thế thì có một cái đó là nếu như bệnh nhân mà trên 55 tuổi thì thật ra là chúng ta không thể nào mà cứ một bệnh nhân mà chúng ta sẽ phải làm một vài các IDH như thế. Nên là nếu như mà nếu bệnh nhân trên 55 tuổi mà bệnh nhân có bệnh nhân, nghĩa là bệnh nhân không có cái đột biến của IDH1 R132H này, thì chúng ta có cần phải làm tiếp giải trình tự gen để xem có những cái đột biến khác hay không. Đấy, thì chúng ta sẽ không cần phải làm những cái khác. Nếu như mà trên chúng ta thấy là trên cái mô bệnh học của bệnh nhân ấy, chúng ta thấy những cái đặc điểm của glioblastoma, ví dụ như là tăng sinh mạch này, những cái hoại tử hay là cái những cái biến đổi về sinh học phân tử như thế này, thì chúng ta sẽ không cần phải làm thêm những cái khác nữa. Và đặc biệt là một cái nữa đó là cái tổn thương u đấy nó không nằm ở đường giữa, và cũng như là bệnh nhân không có cái tiền sử đó là low grade glioma. Bởi vì người ta thấy rằng nó là những cái low grade glioma mà ngày xưa là mình gọi là secondary của glioblastoma, có nghĩa là glioblastoma thứ phát nó bắt nguồn từ những cái glioma nó thấp hơn, thì cái nhóm đấy nó lại thường là IDH mutant. Đó, thế thì nếu như bệnh nhân không có cái tiền sử của low grade glioma, cái tổn thương nó không nằm ở đường giữa và có cái biểu hiện của glioblastoma, thì chúng ta sẽ không cần phải làm thêm những cái IDH khác, đột biến IDH khác nữa. Nhưng mà nó lại có một cái trường hợp xảy ra, đó là nếu như mà chúng ta có làm tất cả mọi thứ này, IDH nó white chip, có nghĩa là không có đột biến, nhưng mà chúng ta lại không thấy một cái biểu hiện nào trong năm cái biểu hiện này. Thế thì chúng ta sẽ phân loại như thế nào? Thì nó sẽ được phân loại, mình không phân loại được, đó là glioblastoma, bởi vì nó không đủ tiêu chuẩn. Thế thì chúng ta sẽ cái downgrade của nó xuống một chút, đó là diffuse astrocytome glioma IDH white tip, nhưng mà là NEC, có nghĩa là không phân, chúng ta làm tất cả mọi thứ rồi nhưng không thể phân loại nó được. Đó, chúng ta sẽ xem một số những cái ví dụ. Thì thứ nhất là đây là bệnh nhân 54 tuổi, thì bệnh nhân chúng ta thấy là cái tổn thương nằm ở thùy trán trái, và chúng ta cũng không thấy cái sự hoại tử hay là cái sự tăng sinh mạch ở khối u đặc biểu hiện ở xong trên cái T1 sau tiêm, là cái tổn thương ngấm rút rất là kém. Tuy nhiên thì chúng ta lại có cái đột biến, đó là cái đồng mất đoạn của cái đồng mất đoạn của cái CDKN2AB này. Thế thì như em đã trình bày thì dù nó có biểu hiện không có những biểu hiện như là tăng sinh mạch hay là hoại tử, thì khi có cái đột biến này chúng ta đều phải upgrade lên nó lên, và nó sẽ cuối cùng thì nó phải được chẩn đoán là diffuse astrocytome IDH mutant và WHO CNS grade 4.
Bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân 44 tuổi thì chúng ta thấy nó là cũng cái tổn thương thì nó không khác lắm đúng không ạ? Không khác lắm so với cái tổn thương phía trên, tuy nhiên cái bờ có vẻ nó không được bờ khá là mờ. Thế thì bệnh nhân được làm cái đầu tiên là bệnh nhân được làm cái hóa môn miễn dịch của cái IDH1 R132H đó thì bệnh nhân không có cái đột biến đấy. Nhưng mà có một cái là bệnh nhân dưới 44 tuổi, bệnh nhân dưới 55 tuổi. Các bệnh nhân dưới 55 tuổi thì người ta sẽ khuyến cáo là sẽ làm thêm cái những cái đột biến hiếm khác, thì bệnh nhân được tiếp làm những cái đột biến khác thì bệnh nhân có cái sự đột biến của IDH2 và khi đó thì lúc đấy thì bệnh nhân sẽ được chẩn đoán là diffuse astrocytom IDH mutant QNS grade 3. Đó, nó sẽ khá là khác nhau trong cái việc đó là bệnh nhân có IDH hay không, và cũng như là chúng ta cần phải chú ý đó là ở những bệnh nhân mà dưới 55 tuổi thì sẽ được khuyến cáo là làm thêm những cái ID, những cái đột biến hiếm khi mà cái IDH1 của chúng ta nó không có đột biến. Vậy thì chẩn đoán hình ảnh có thể giúp gì trong cái việc cái phân loại mới này? Thì thứ nhất là đối với cái IDH mutant mà diffuse astrocytom grade 2 ấy, thì cái tổn thương chúng ta thấy là nó là thường là ở trên cái hình ảnh T2 nó sẽ tăng khá là mạnh và đồng nhất, và nó có một cái dấu hiệu mà rất là gợi ý đến đó là bệnh nhân có cái đột biến IDH, đó là cái dấu hiệu là T2 flame mismatch, có nghĩa là cái tổn thương đấy rất là tăng trên T2 nhưng nó lại sụt giảm tín hiệu ở trên flare và nó có một cái viền tăng tín hiệu ở xung quanh như thế này. Thì cái dấu hiệu này cũng đã được khá là nhiều những cái tác giả nghiên cứu và cho thấy là đó là gợi ý cái IDH mutant hay là IP19 không có đột biến IP19Q ở trong astrocytome thì cái giá trị dự báo dương tính nó từ 83 đến 100%, rất là cao. Hoặc là trong cái nghiên cứu này thì cái người ta cũng làm cái nghiên cứu về cái dấu hiệu T2 flare mismatch này trong gợi ý IDH mutant ở những cái bệnh nhân low grade gliom, thì chúng ta thấy đó là cái tỷ lệ cái độ đặc hiệu của nó rất là cao, có thể lên 100%, nhưng mà cái độ nhạy của nó khá là thấp, chỉ có 42% thôi. Và chúng ta cũng lưu ý một cái đó là đây là cái dấu hiệu ở những bệnh nhân IDH mutant và IP19Q, nghĩa là không có đồng mất đoạn IP19Q đó. Và có những cái một số những cái nghiên cứu khác thì người ta cũng có báo cáo những cái trường hợp mà T2 flare mismatch size nó nằm ở trong những cái khối u khác, ví dụ như là DNS hay là cái gliom tiếp trẻ em, và hoặc là những cái tổn thương không phải là u, thì người ta cũng đã có báo cáo về cái này. Thế thì cái dấu hiệu này thì người ta cũng nghiên cứu để xem là nó có, tại vì nó liên quan đến cái đột biến, thế thì rõ ràng là nếu như có cái dấu hiệu này gợi ý cái IDH mutant thì nó sẽ, người bệnh nhân cũng có một cái tiên lượng tốt hơn, cái OS cũng như là cái thời gian sống thêm mà bệnh không tiến triển nó sẽ cũng cao hơn so với những bệnh nhân mà không có cái dấu hiệu này. Thì chúng ta thấy đó là cái mismatch mà người ta nói đến á, thì người là mismatch cả cái phần ở phía bên trong của cái khối u, gần như là toàn bộ nó chỉ còn một cái viền tăng tín hiệu ở ngoại vi mà thôi. Còn có những cái trường hợp nó sẽ là có những chỗ mass và có những chỗ lại mismatch. Thế thì cũng có những cái nghiên cứu, người ta sẽ nghiên cứu về riêng về cái là mismatch bao nhiêu phần trăm như vậy. Thì ngoài cái việc đó là cái dấu hiệu T2 flame mismatch đấy để xem có IDH có cái đột biến IDH hay không, thì còn có vai trò của cộng hưởng từ phổ, đó là bởi vì chúng ta biết là cái đột biến IDH nó sẽ gây tích tụ cái chất là 2HG ở trong tế bào đúng không ạ? Thế thì cái cộng hưởng từ phổ nó sẽ có thể phát hiện được cái chất này hay không, thì cái trên cộng hưởng từ phổ chúng ta thấy là nó có thể phát hiện được cái 2-hydroxyglutarate này ở cái vị trí khoảng 2.3. Thế thì cái vị trí này thì người ta cũng nghiên cứu xem là chúng ta phải đặt cái voxel khoảng bao nhiêu thì mới có thể phát hiện ra được cái này. Thì chúng ta thấy đó là đối với những cái voxel chúng ta phải đặt nó trên 8 ml thì nó sẽ có cái khả năng phát hiện nó tốt hơn. Và như em vừa nói là người ta cũng nghiên cứu xem là cái dấu hiệu T2 flame mismatch này nó mismatch bao nhiêu phần trăm đó. Thế thì trong một cái nghiên cứu đó là người ta nghiên cứu xem là cái MRI có thể dự đoán cái IP19Q đúng là IP19Q hay không, thì người ta làm nghiên cứu giữa hai cái nhóm, đó là cái IDH mutant IP19 có đồng mất đoạn IP19Q oligodendroglium, và có một cái nhóm đó là
IDH Mutant IP19Q mà không đột biến. Tất nhiên là không đột biến này thì mình sẽ không thể xếp loại vào cái này được, đúng không ạ? Thì nó là cái loại của astrocytome. Thì chúng ta thấy đó là nếu mà trên 50% T2 flare signal match thì nó sẽ gợi ý là cái oligodendrium mà có cái đột biến mà IP19Q đúng mất đoạn này và có IDH Mutant. Còn nó match ít hơn dưới 50% thì nó sẽ thuộc cái nhóm mà không có cái đồng mất đoạn IP19Q. Và người ta cũng thấy rằng đó là cái đặc điểm điển hình của cái oligodendrium này thì nó sẽ là tổn thương nằm ở thùy chán này, có cái tín hiệu không đồng nhất, có canxi hóa ở bên trong. Ở đây là một cái ví dụ ở hai cái bệnh nhân và chúng ta thấy đó là cái hình ảnh của phía bên trái là giống như cái những cái bệnh nhân phía trước, đó là T2 flare mismatch, nó mismatch mất rất là nhiều. Còn nó mismatch nhiều có nghĩa là nó match ít. Cái này người ta lại nghiên cứu xem là nó nghĩa là nó giống nhau được bao nhiêu phần trăm ấy. Thì nó giống nhau ít hơn 50% thì nó gợi ý đó là không có cái đột biến IP19Q. Còn ở phía bên này nó giống nhau nhiều hơn 50% thì là nó có đột biến IP19Q. Cái ngày hai cái ngày này sẽ khác nhau một chút, đó là có chỗ nghiên cứu thì người ta sẽ nói là T2 flare mismatch, có chỗ nghiên cứu thì người ta lại nói là T2 flare match. Nên là chúng ta sẽ đọc kỹ một chút để tránh bị nhầm. Thế thì đối với cái oligodendrogliom như em nói thì nó sẽ có cái đặc điểm đó là cái vôi hóa, và cái vôi hóa nếu như mà điển hình của cái oligodendrogliom này nó sẽ là cái vôi hóa mà dạng rebound như là hai ở hai bệnh nhân này. Vậy thì cộng hưởng từ có vai trò gì trong cái đánh giá phân bậc của cái nhóm mà IDH Mutant astrocytome hay không, thì người ta cũng có nghiên cứu, nghĩa là tách riêng một cái nhóm là astrocytome IDH Mutant này ra, thì chúng ta thấy đó là nó cũng có cái sự khác nhau ở các grade 2, 3, 4 trong cái nhóm này được biểu hiện bởi khi sử dụng cái chuỗi xung diffusion, chuỗi xung nhạy cảm từ và cái chuỗi xung cộng hưởng từ perfusion. Thế thì đối với grade càng cao thì cũng giống như các nghiên cứu trước thôi, đó là cái grade càng cao thì cái RCBV càng lớn, khuếch tán càng mạnh, cái mật độ tế bào nó càng cao thì cái việc khuếch tán nó càng mạnh và nó có những cái ví dụ như cái chảy máu hay là cái vôi hóa ở cái bên trong. Thì cộng từ cũng có vai trò trong cái đánh giá, trong cái phân loại này. Tuy nhiên là những cái nghiên cứu về cái này nó rất là mới, vì cái phân loại này nó cũng khá là mới thôi, đó là một cái nhóm riêng của IDH Mutant astrocytome. Thế nên là chúng ta sẽ cần phải có những cái cập nhật về các nghiên cứu nhiều hơn. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy đó là ở cái IDH Mutant diffuse astrocytome từ grade 2 đến grade 4, thì chúng ta thấy đó là đối với những cái grade càng cao thì cái tăng ở trên cái bản đồ CBV nó càng lớn, cũng như là cái hạn chế khuếch tán nó càng nhiều, cũng như là xuất hiện những cái hoại tử ở trong u. Sang một cái phần nữa đó là đối với cái glioblastome. Thế thì đối với những cái phân loại cũ thì chúng ta thấy rằng đó là người ta sẽ chia ra có glioblastome IDH mutant và glioblastome wild type, IDH wild type. Thế nhưng mà đối với cái phân loại mới này thì ta sẽ không có cái glioblastome IDH mutant nữa. Mà khi nó đã mutant rồi thì nó sẽ thuộc cái nhóm đó là astrocytome. Thế thì khi mà có một trong năm cái đặc điểm này thì chúng ta sẽ được xếp vào trong cái glioblastome IDH wild type này. Thì như cái này em cũng trình bày rồi. Ví dụ như cái bệnh nhân này thì chúng ta thấy đó là cái tổn thương tăng tín hiệu ở trên T2 cũng không được đồng nhất, T2 ở trên flare, và trong cái tổn thương nó có những cái phần ngấm thuốc không đều. Thì nếu như mà đối với cái phân loại cũ thì bệnh nhân được chẩn đoán là cái glioblastoma grade 4 IDH mutant. Nhưng mà đối với cái 2021 này, nếu mà đã có IDH mutant rồi thì chúng ta sẽ phải thay đổi. Nó là sẽ thuộc vẫn là grade 4 thôi, nhưng nó phải là astrocytome IDH mutant CNS who grade 4. Đó là cái sự khác nhau trong cái việc chúng ta chẩn đoán một cái khối u. Thế thì đối với hai cái loại đó là chúng ta thấy là đều grade 4, đó là IDH mutant diffuse astrocytome grade 4 và glioblastoma IDH wild type, thì nó có khác gì nhau mà WHO 2021 cần lại phải phân biệt như vậy. Thế thì chúng ta biết là cái IDH mutant astrocytome thì nó chiếm cái phần nhỏ thôi, nghĩa là nó ít gặp hơn so với cái IDH wild type glioblastoma. Và người ta nghiên cứu cái OS của cái hai cái tổn thương này thì chúng ta thấy đó là cái đường phía trên là của cái IDH mutant, còn cái ở dưới đó là IDH wild type. Thì chúng ta thấy đó là cái thời gian sống thêm của bệnh nhân tốt hơn rất là nhiều so với những cái bệnh nhân mà IDH wild type, và chúng ta thấy là cái sự sống thêm trung bình ấy, nó cao hơn tận 267 ngày, rất là có ý nghĩa thống kê, đúng không? Thế thì nó bởi vì cái tương lượng của nó hoàn toàn khác nhau như vậy nên là rõ ràng cái việc
thu chia ra nó hoàn toàn nó là hợp lý. Vậy thì có cái gì trên hệ thống hình ảnh chúng ta có thể giúp chúng ta phân biệt giữa hai cái loại này hay không? Thì ta cũng khá là ít cái nghiên cứu về hai cái này, bởi vì cũng mới được đưa ra về cái phân loại này thôi. Thì người ta cũng nhận thấy được rằng đó là đối với cái tổn thương mà AS white tip ở glioblastoma thì cái giá trị RCPV kể cả trung bình hay là RCPV max nó đều cao hơn, có ý nghĩa thống kê đối với cái EDH mutant astrocytome grade 4. Tuy nhiên là người ta cũng chưa đưa ra được cái cut off cụ thể của hai cái loại này. Và chúng ta biết rằng nó để đánh giá cái sự tăng sinh mạch của cái khối u thì cái việc chúng ta có chụp cái perfusion nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nghĩa là những cái tổn thương, ví dụ như cái ở bệnh nhân này 57 tuổi, các tổn thương này nó nhiều nốt nhưng mà nó lại không ngấm thuốc sau tiêm, nhưng mà chúng ta thấy nó là tăng trên cái bản đồ RCPV như thế này. Bệnh nhân này được chẩn đoán là glioblastoma AS white tip CNS grade 4. Thì tuy nhiên thì chúng ta cũng nếu như mà nó không tăng ở trên bản đồ tưới máu thì liệu nó có thể là glioblastoma được không? Thì hoàn toàn là có thể. Ví dụ như bệnh nhân này cái tổn thương không hạn chế khuếch tán và cũng không tăng trên cái bản đồ RCPV. Nghĩa là cái việc này chúng ta gợi ý là cái việc nó là không có cái tăng sinh mạch trong cái khối u, và trong cái mô bệnh học của cái khối u thì người ta cũng không thấy cái sự tăng sinh mạch cũng như là cũng không có cái hoại tử. Tuy nhiên là bệnh nhân khi mà bệnh nhân có một trong những cái đột biến này, cái sự khuếch đại gen EGFR hay là những cái đột biến TEC vân vân này, thì chỉ cần một trong ba cái đó thôi, bệnh nhân kể cả là cái mô bệnh học của bệnh nhân hoàn toàn không có những cái biểu hiện ác tính như là tăng sinh mạch hay là tân tạo mạch hay là cái tổn thương hoại tử thì vẫn có thể được xếp vào cái glioblastoma grade 4. Thế nên cái việc xét nghiệm những cái vai trò của sinh học phân tử trong việc phát hiện những cái đột biến này nó rất quan trọng và nó thay đổi rất là nhiều trong cái việc kể cả chẩn đoán cũng như là chẩn đoán trên hình ảnh cũng như là chẩn đoán cuối cùng của bệnh nhân. Rõ ràng với bệnh nhân như thế này trên chẩn đoán hình ảnh chúng ta sẽ thường đọc là glio bậc thấp hay là grade gì đó thôi, nhưng mà nếu như mà chỉ cần là bệnh nhân có những cái đột biến thay đổi như vậy thì nó đã upgrade lên rất là nhiều rồi. Đây, nếu như mà bệnh nhân có, kể cả không có cái tăng sinh mạch, không có cái hoại tử mà bệnh nhân có một trong ba cái này thì bệnh nhân vẫn sẽ được người chẩn đoán là glioblastoma EDH white tip grade 4. Tất nhiên là bệnh nhân sẽ không có cái đột biến EDH EDH1, EDH2. Như vậy là em đã trình bày xong về cái phân loại của diffuse glioma ở cái típ người lớn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái típ thứ hai, nó cũng rất là đau đầu, đó là cái típ của trẻ em. Thì đối với trẻ em thì người ta sẽ chia ra đó là low grade và high grade. Có nghĩa là cái tiếp cận ban đầu của đối với trẻ em nó phải là cái mô bệnh học nó thuộc low grade hay là high grade đã. Thế thì ở trẻ em đối với cái low grade thì nó sẽ được chia ra làm 4 loại như thế này. Và chúng ta thấy đó là cái vai trò của cái sinh học, cái sự biến đổi của những cái sinh học phân tử như là MYB hay là có những thay đổi cái con đường mà MAPK. Thế thì tóm lại là những cái con đường hay là cái sự biến đổi này nó ví dụ như là người ta làm những cái đột biến FR là cái fibroblast growth factor receptor đấy, thì tóm lại là nó sẽ làm cho cái quá trình mà làm cho tế bào nó tăng sinh lên, tăng sinh mạch lên, phát triển, nghĩa là tăng sinh một cách bất thường và tạo thành khối u. Thì cái vai trò của cái chuẩn đoán hình ảnh ở trong cái này thì nhìn chung là nó khá là hạn chế, bởi vì nó chưa nhiều nghiên cứu cũng như là chưa có những cái đặc điểm hình ảnh đặc hiệu trong từng loại một. Thì người ta đưa ra chủ yếu là những cái cây lâm sàng. Ví dụ như là đầu tiên là bệnh nhân mà diffuse astrocytome mà có cái thay đổi và MYB này, thì chúng ta thấy là cái tổn thương tăng tín hiệu trên flare, không hạn chế khuếch tán và có vài điểm chấm ngấm thuốc. Thì đối với những cái bệnh nhân này, thường là nó sẽ, cái bệnh nhân mà có cái thay đổi về MYB thì nó sẽ tiến triển một cách âm thầm, nghĩa là cái tiến triển của nó rất là lành tính thôi. Còn ví dụ khác nghĩa là đối với trên cái con đường MAPK này, thế thì rõ ràng trên chuẩn đoán ngành mình khá là gần như là không thể biết được nó là theo con đường MAPK hay là nó thuộc cái nhóm này hay là nó thuộc cái nhóm MYB này, đúng không ạ? Bởi vì cái hình ảnh nó khá là không đặc hiệu. Bệnh nhân này cũng có cái tổn thương tăng tín hiệu trên flare, có cái T2 flare mismatch, thế nhưng mà chúng ta luôn phải nhớ rằng nó là đây là tít trẻ em.
thì cái tiết trẻ em ấy, nó cái dấu hiệu T2 Flemish mắt này đối với cái tiết trẻ em nó lại không phải là cái dự đoán của Isaac Newton, mà trong gliom của cái tiết trẻ em nó lại thường là không có đột biến IDH cô. Và chúng ta thấy là cái tổn thương này nó cũng không có cái tăng sinh mạch, không có ngấm thuốc sau tiêm, thì cái bệnh nhân này nó là cái diffuse low grade gliom MAPK. Thế thì rõ ràng là cái vai trò của cái sinh học phân tử trong cái việc để phân loại hai cái này thôi, còn chúng ta sẽ chỉ hướng đến nó là một cái low grade glioma mà thôi, chúng ta không thể biết được nó là thuộc cái bên nào. Một cái tổn thương u mới, cái này là cái u mới mà được được khu 2021 đưa vào, đó là cái cái u biểu mô thần kinh đa hình độ thấp ở người trẻ. Thế thì cái u này nó được là xếp là UNS grade 1. Ở đây là một bệnh nhân 7 tuổi, bệnh nhân nữ 7 tuổi với cái và với cái một cái động kinh, thì chúng ta thấy đó là cái tổn thương tăng tín hiệu ở trên T2. Nó giống như một cái dạng nang đúng không ạ? Tăng tín hiệu ở trên T2 nó có một cái chấm vôi hóa ở ngoại vi như này và cũng không ngấm thuốc sau tiêm. Thế thì đối với những cái tổn thương này thì nó sẽ thường xuất hiện, đó là bệnh nhân dưới 18 tuổi, và cái hình ảnh hướng đến đó là cái tổn thương có cái vôi hóa mà quan sát được ở trên CT, có thành phần nang, đến 89% trường hợp có thành phần nang, và nó thường nằm cái tổn thương này nó thường nằm ở phía ngoại vi, và phần lớn là cái tổn thương nó sẽ không có ngấm thuốc. Thế thì đứng trước những cái tổn thương như thế này thì chúng ta sẽ nhớ đến một cái tổn thương ung mới mà mới được đưa vào trong 2021. Tên của nó rất là dài, chúng ta có thể viết tắt là PLNTY. Đó, là xong cái pediatric low grade thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đó là cái high grade của cái tiếp trẻ em này. Thế thì ở trong cái tiếp trẻ em này người ta cũng chia ra bốn cái nhóm: diffuse midline glioma, diffuse bán cầu hemispheric glioma, cái tiếp theo đó là cái diffuse pediatric type high grade glioma, và cái glioma bán cầu ở cái phần của trẻ sơ sinh. Thế thì đầu tiên là cái midline trước, đó là cái glioma mà phát triển ở đường giữa và có cái H3K27, cái biến đổi H3K27 này. Thì nhìn chung nó là một cái biến đổi của một cái histone số 3. Thế thì đầu tiên là nó phải nằm ở cái đường giữa. Thế thì cái nào, cái cấu trúc nào được coi nó là đường giữa? Đó là đồi thị, đó là đó là trung não, cầu não hay là thân não và tủy sống, nghĩa là dọc dọc theo cái đường đi như này. Thế thì được coi nó là cái đường giữa. Thế thì đầu tiên thì chúng ta khi mà chẩn đoán cái này thì chúng ta sẽ thấy đó là cái tổn thương nó nằm ở đường ở các cấu trúc đường giữa này. Thứ hai đó là thường gặp ở trẻ nhỏ, độ tuổi trung bình là thường là 14 tuổi. Đối với cái diffuse midline glioma này thì tiên lượng của nó khá là kém. Cái OS của nó chỉ là 11 đến 15 tháng thôi. Và trên cái hình ảnh chúng ta có thể thấy đó là cái dấu hiệu T2 Flemish mắt sai, và có thể không ngấm thuốc hoặc là ngấm thuốc. Nhưng mà nếu mà ngấm thuốc ấy, thì thường nó sẽ ngấm thuốc ở cái phía bên bên trong của cái tổn thương và ngấm thuốc dạng viền. Nhưng mà nó vẫn có cái tổn thương dạng u thâm nhiễm ở phía bên xung quanh. Gợi ý bởi cái việc đó là cái T2 và flare tăng ở viền xung quanh, cái sự thâm nhiễm tế bào u ra xung quanh. Còn cái loại thứ hai đó là cái glioma nhưng mà ở bán cầu. Thì đối với cái ở bán cầu này thì nó cũng là một cái đột biến của cái H3, nhưng cái ở cái vị trí khác là cái ba tư, ở cái vị trí ba tư của đó. Thì đối với những cái bệnh nhân này thì tổn thương nó sẽ không phải nằm ở đường giữa nữa, mà nó sẽ nằm ở bán cầu, và phần lớn cũng nằm ở tổn thương ở với những bệnh nhân mà dưới 30 tuổi. Cái tổn thương thường là một khối rất là lớn và gắn với cả màng não, hoặc là nó sẽ gắn dính vào cái phần thành của não thất như thế này. Và cái việc ngấm thuốc của tổn thương cũng rất là đa dạng, có thể ngấm một phần, ngấm không đồng nhất, vân vân. Thế thì đối với những ở hai cái loại này thì chúng ta thấy đó là cái tiên lượng đối với cái tổn thương mà glioma bán cầu á, nó sẽ tốt hơn so với cái midline glioma. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà sống thêm 2 năm nó cũng chỉ là 27,3% thôi. Nhìn chung là đối với glioma ở trẻ nhỏ mà high grade thì đều tiên lượng rất là kém. Một cái tip nữa đó là cái diffuse pediatric, có nghĩa là cái glioma grade cao, độ cao ở trẻ nhỏ.
thì cái này nó khác với cái trên, đó là nó sẽ không có cái đột biến H3. Và tất nhiên là cái IDH của nó cũng là wild type. Thế thì đối với những cái tổn thương này thì nó cũng không đặc hiệu, chúng ta vẫn thấy là ví dụ như hai cái bệnh nhân này chúng ta đều thấy là một cái khối khối rất là lớn, ngấm thuốc không đồng nhất, tăng sinh mạch ở trên bản đồ RCPV này, hoặc là cái tổn thương bên này thì chúng ta thấy là cái tổn thương ngấm thuốc viền và có cái vùng tăng tín hiệu ở trên T2 ra xung quanh và tăng nhẹ ở trên diffusion, nó thể hiện một cái u nó thâm nhiễm. Thế thì đối với ở trẻ nhỏ, cái tổn thương mà grade cao, gliom grade cao mà không có đột biến H3 thì nó hoàn toàn nó có thể nằm ở đường giữa, nó cũng có thể nằm ở bán cầu, nó rất là đa dạng. Thế thì đối với tiếp cận vào cái u não mà hướng đến gliom ở trẻ nhỏ thì rõ ràng là chúng ta chỉ dự đoán được nó là hai grade thôi, còn chúng ta sẽ không biết được nó là cái phần là thuộc cái midline mà có biến đổi H3 K7 kia, hay là nó là thuộc cái H3 G34 kia, hay là nó thuộc cái típ đó là không đổi biến H3. Nên là cái việc đó là có vai trò của cái việc đó chúng ta cần phải xét nghiệm cái đột biến này, mà nếu như không có cái này thì chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta không 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 chẩn đoán được rõ ràng cái típ như thế này, mà lúc đấy nó sẽ là NOS thôi. Một cái típ nữa đó là cái gliom bán cầu mà típ trẻ sơ sinh. Thì nó thường xảy ra đó là trong cái ở bệnh nhân ở dưới 1 tuổi, và thường nó nằm ở trên trên lều và có cái sự hợp nhất của rất là nhiều cái tyrosine kinase này, NTRK123, ROS, ALK, MET, vân vân. Ở trên chuẩn đoán hình ảnh thì chúng ta cũng có thể thấy là cái khối u nó thể hiện một cái sự ác tính với việc đó là chảy máu này, hoại tử, ngấm thuốc không đồng nhất, tăng ở trên RCPV, hạn chế khuếch tán mạnh. Và rõ ràng nếu như mà chúng ta gặp ở những cái bệnh nhân mà trong cái first year, nghĩa là rất là sớm, vài tháng, trẻ mới vài tháng thôi, thì chúng ta có thể nghĩ đến cái tip này khi mà có những cái đặc điểm mà hướng đến một cái u nó ác tính như thế này. Và sau đó thì người ta sẽ làm những cái đột biến về gen, về NTRK vân vân. Bởi vì khi mà có những cái đột biến đấy thì người ta sẽ đưa ra cái điều trị về thuốc, như là larotrectinib, nghĩa là ức chế cái tyrosine kinase này, để đưa vào cái quá trình điều trị đầu tiên cho những bệnh nhân này. Và đây là một cái bảng thống kê lại một chút về những cái đột biến, những cái gen bất thường đối với cái phân loại của gliom ở trẻ nhỏ cũng như là người lớn. Nhìn chung là cái này sẽ dành cho bác sĩ giải phẫu bệnh nhiều hơn. Đây là nguồn từ bác sĩ Trần Trung Toàn ở bệnh viện K. Thì chúng ta thấy đó là để chẩn đoán một cái típ một cách rõ ràng như phân loại của gu, chúng ta cần phải làm rất là nhiều thứ và nó sẽ có tiêu chuẩn chẩn đoán trong kể cả môn bệnh học cũng như là chẩn đoán về hóa môn miễn dịch, hoặc là chẩn đoán về gen riêng trong từng cái loại một. Một cái nhóm tiếp theo đó là cái nhóm mà những cái gliom astrocytic glioma bờ rõ ấy. Thế thì chúng ta sẽ có 6 cái nhóm này, tuy nhiên là các nhóm này thì chúng ta đa phần chúng ta không thay đổi, chỉ có đưa ra. Cái astrocytom độ cao mà có những cái đặc điểm của cái sa bò lông. Thế thì thực ra là nó không phải là được mô tả đầu tiên vào năm 2021. Vài năm trước đó như là đã có những cái case study về cái nó rồi, nhưng mà đến năm 2021 cái ấn bản lần thứ 5 này thì nó mới được đưa vào trong cái phân loại của WHO và nó được nằm trong cái nhóm này. Và người ta phát hiện ra cái u này á, bởi vì những cái đặc điểm ở trên cái methyl của DNA, và rõ ràng phải giải trình tự gen chúng ta mới biết được. Thế thì người ta đã nghiên cứu ở trong 102 những cái bệnh nhân có cái mô bệnh học mà là anaplastic pilocytic astrocytoma ấy, thì người ta quan sát thấy được 83 những cái trường hợp mà nó có những cái biểu hiện cái đặc hiệu về cái methyl DNA này, và được xếp vào cái nhóm riêng đó là high grade astrocytoma with pyloid feature. Và cái tổn thương này nó sẽ thường nằm ở vị trí tiểu não, cái độ tuổi trung bình của nó lại khá là cao, đó là 41,5 tuổi. Và cái tổn thương thì thường là nó sẽ không có cái ngấm thuốc ở vùng trung tâm. Ví dụ như cái tổn thương này chúng ta thấy đó là nó ngấm thuốc ở ở phần ngoại vi nhiều hơn, còn phía trung tâm thể hiện cái sự có thể là của cái một chút cái đặc điểm của cái pilocytic astrocytome ở trong đấy.
Một cái nhóm thứ hai đó là cái astroblastom M1, biến đổi M1. Thế thì nó cũng là một cái u mới được đưa vào, và trong 2016 ấy thì cái astroblastom này được đưa vào cái nhóm đó là cái những cái gliom khác. Thế thì chúng ta cần phải có cái xét nghiệm là cái biến đổi của M1 này thì chúng ta mới được chẩn đoán là astroblastom M1 alter này. Còn nếu như không có thì chúng ta phải kèm thêm NOS và NAC ở đó, hoặc là NAC nếu như mà chúng ta không xác định được thì chúng ta cần phải có cái đuôi như vậy. Thế thì cái tổn thương này nó thường nằm ở vị trí bán cầu của não, và chúng ta thấy đó là cái tổn thương nó có cái bầu của nó tương đối rõ, nó có những cái multicystic, những cái nang nhỏ ở phía bên trong, có thể phù não từ nhỏ đến từ ít cho đến hoặc là không phù não. Ngấm thuốc của nó cũng rất là đa dạng. Như vậy là chúng ta đã đi qua những cái tổn thương của gliom, đó là những cái u thần kinh lan tỏa của người lớn này, của típ người lớn, của típ trẻ em, cũng như cái astrocytic gliom bờ rõ đấy ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần đó là những cái cũng thuộc cái nhóm gliom, nhưng mà nó sẽ là cái nhóm mà thần kinh đệm hoặc là những cái u thần kinh. Thì chúng ta thấy đó là những cái tổn thương u này nó rất là nhiều, rất là đa dạng. Thì chỉ có hai cái u em nốt ở đây, đó chính là những cái tổn thương mới mà được WHO 2021 nhắc đến. Thì cái thứ nhất đó là cái mi suyết glioneural tumor. Thì cái tổn thương này là WHO grade 1. Cái tổn thương nó sẽ thường nằm ở gắn vào cái vách trong suốt. Tuy nhiên thì nó cũng có thể nằm ở thể chai hoặc là chất trắng ở cạnh não thất. Và cái tổn thương này trên cái mô bệnh học của nó thì nó sẽ là nó giống với oligodendroglioma, thế nhưng mà nó lại được nhúng ở trong một cái chất nền của mi suyết. Thế thì đối với cả tổn thương này nó có thể gặp ở trẻ em hoặc người lớn, nhưng mà đối với người lớn thì nó thường là người lớn trẻ tuổi hơn. Và chúng ta thấy đó, cái tổn thương thì nếu mà điển hình thì chúng ta sẽ thấy là cái tổn thương nó gắn vào cái vách trong suốt. Trên flare chúng ta sẽ thấy đó là nó có một cái viền tăng tín hiệu ở xung quanh. Trên T2 nó sẽ giảm hơn so với dịch của não tủy và không ngấm thuốc cũng như là không có hạn chế khuếch tán. Thì khi mà cái tổn thương chúng ta thấy nó gắn với cả cái vách trong suốt như này và có những cái đặc điểm hình ảnh như vậy, thì chúng ta có thể nhớ đến một cái u mới ở trong cái phân loại 2021, đó là cái mi suyết glioneural tumor. Ngoài ra thì nó còn có một cái loại u mới, đó là MVNT. Thì cái loại này cũng là được phân loại vào cái CNS WHO grade 1, nó không tiến triển. Chúng có thể thấy ở hai cái bệnh nhân này, cái tổn thương nó cũng có dạng những cái bong bóng nhỏ, puppy appearance ở trên cái xung T2 này. Thế thì cái tổn thương sau 6 năm người ta theo dõi thì nó cũng không hề tiến triển. Những cái tổn thương này thì thường nó cũng không ngấm thuốc ở sau tiêm. Và đối với những cái tổn thương này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể theo dõi thôi, chứ cũng không cần phải phẫu thuật. Cái vị trí của nó sẽ thường nằm ở dưới vỏ và phần lớn nó nằm ở trên lều, tuy nhiên là cũng có những cái trường hợp nó ở dưới lều như thế này. Một cái nhóm tiếp theo mà cái u nó quen thuộc hơn đối với chúng ta, đó là cái ependymome. Thì nó có gì mới? Thì cái ependymome này dựa trên 2021 thì nó phân loại cũng gọi là một cái đột phá so với những cái phân loại trước, đó là người ta sẽ dựa vào vị trí và vào cái sinh học phân tử, vào cái tính chất phân tử cũng như là cái biến đổi về gen. Thế thì vào vị trí thì chúng ta sẽ chia ra, đó là trên lều này, ở vị trí hố sau và vị trí tủy sống. Và chúng ta thấy đó là ở cái vị trí, riêng cái vị trí trên lều thôi thì nó cũng đã có những cái sự biến đổi ở cái bên cạnh, là có cái đột biến ở cái bên cạnh có hay không. Và đối với ở dưới dưới lều thì chúng ta thấy đó là nó được chia ra, đó là PFA và cả PFB. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói đến là cái nhóm A và nhóm B, và một cái nhóm nữa là NOS. Và đối với tủy sống thì nó cũng chia làm 4 loại, và trong đó có một cái đó là cái mesopapillary này, thì trước đây người ta là grade 1. Tuy nhiên đến đến năm 2021 thì cái mesopapillary ependymome này nó được xếp lên, upgrade lên là grade 2. Thế thì đối với cái nhóm mà ở ở dưới lều, cái vị trí hố sau, thì người ta chia ra cái PFA và cái PFB thì nó khác nhau cái gì? Thứ nhất là cái PFA thì nó sẽ thường ở trẻ trẻ nhỏ, cái tiên lượng của nó rất là tồi, trong khi đó thì cái PFB nó thường gặp ở người lớn hoặc là những trẻ mà lớn hơn.
Và nó thường xuất phát từ cái vị trí đó là cái tĩnh bên, nghĩa là nó hơi hơi lệch trục đúng không ạ? Hơi lệch tâm chứ nó không nằm ở cái midline. Và tất nhiên là nó cũng có, ví dụ như trong cái trường hợp này thì nó cũng có thể nằm ở trong midline, nhưng mà nếu mà điển hình thì nó sẽ nằm xuất phát từ cái vị trí tĩnh bên. Và chúng ta thấy đó là cái tổn thương này nó tạo một cái khe với cả cái gọi là cái obex của cái não thất tư, cái vị trí cuối cùng của cái não thất tư này. Trong khi đấy thì cái tổn thương và PSB này nó sẽ thường nằm ở cái đường giữa, và cái tổn thương nó sẽ thường xuất phát từ từ đường giữa, từ cái obex. Obex là cái em không biết dịch tiếng Việt thế nào cho nó chuẩn, nhưng mà nó là cái vị trí cuối cùng, cái đầu cuối, cái đuôi của cái não thất tư, cái điểm cuối của cái não thất tư mà để nối với cái ống tủy ạ. Thế thì đối với những cái bệnh nhân mà ở cái nhóm mà PFB này thì chúng ta thấy đó là cả hai cái nhóm PFA và PFB này thì cái điều trị của bệnh nhân đều là cái phẫu thuật để lấy cắt bỏ khối u, và sau đấy có cái xạ trị bất kể là nó là cái tip nào của ependymom, PFA hay là PFB. Thì ở đây thì chúng ta thấy là cái tiên lượng của cái PFA này nó tồi hơn so với PFB, nên là một là chúng ta sẽ dựa vào cái tuổi của bệnh nhân. Ví dụ như là bệnh nhân này 35, 36 tuổi của bệnh nhân chỉ có vài tuổi thôi, thì những cái bệnh nhân mà cao tuổi hơn thì chúng ta sẽ hướng đến là cái nhóm PFB, còn bệnh nhân ít tuổi thì mình sẽ hướng đến là PFA. Và cái thứ hai nữa là cái vị trí, cái xuất phát của nó. Nếu như mà nó thuộc, nó hướng lệch lệch đường giữa thì chúng ta sẽ hướng, nó phát triển từ cái rãnh bên hơn thì chúng ta sẽ hướng đến là PFA. Còn nếu mà nó phát triển từ đường giữa thì mình sẽ hướng đến là cái PFB. Một cái nữa là cái ependymom của cái phần tủy sống thì người ta đưa ra một cái đó là cái khuếch đại của cái MYCN này. Thế thì đây là một cái nhóm cũng mới ở trong này, thì chúng ta cũng cần phải biết đó là ở trong cái tủy sống nó có cái nhóm đó là ependymom có khuếch đại cái MYCN này, và thường nó gặp ở người lớn và những cái trường hợp mà ependymom mà có cái mô bệnh học anaplastic. Và như em vừa trình bày lúc trước thì cái mesopapillary ependymom này thì bây giờ nó được upgrade lên là grade 2. Và đây là cái bảng tổng kết của cái 2021 này. Và cái khu 2016 của ependymom nó đã lỗi thời, nó update, và bây giờ chúng ta cần phải cập nhật hơn là cái phân loại của ependymom năm 2021 này. Một cái nhóm tiếp theo là cái nhóm về embryonal của tumors, những cái về phôi thai, thì nó sẽ chia làm hai nhóm, đó là medulloblastoma và những cái other, những cái phôi khác. Thì cái cụm mà PNET mà ngày xưa chúng ta vẫn dùng thì nó đã được loại bỏ từ năm 2016 rồi. Thế thì đầu tiên là cái medulloblastoma, thì cái này thì nó cũng không phải thay đổi nhiều, nhưng mà em vẫn muốn giới thiệu lại đó là cái trong cái 2016 và cập nhật lại 2021 thì nó đều đối với cái sắp tai của medulloblastoma thì bây giờ chúng ta sẽ cần nó cụ thể hơn nữa, đó là chia ra đó là thể Willis, thể SSH, thể group 3 và group 4 với đặc điểm hình ảnh cũng như là tuổi này, các mối liên quan về gen này, về tính chất ngấm thuốc hoặc là những cái tiên lượng nó rất là khác nhau giữa các thể này. Trong đó thì cái thể Willis là cái thể mà có tiên lượng tốt nhất, thể tồi nhất là cái group 3 này. Thế thì cái việc đó là chia theo cái phân tử này nó không phải là mới đối với 2021, mà là nó có từ cái đợt trước rồi. Tuy nhiên thì ở Việt Nam mình thấy là cũng vẫn còn hạn chế trong cái việc có thể xét nghiệm được cái này của từng để có thể sắp tai được theo cái nhánh này. Còn đối với những cái loại mà CNS u phôi khác thì chúng ta thấy đó là nó cũng đưa ra một số những loại u mới. Em sẽ chỉ liệt kê ra một số u mới thôi. Thứ nhất đó là những cái neuroblastoma và có cái hoạt hóa của FOX2 này, thì cái tuổi mà thường gặp đó là 5 tuổi, và chúng ta thấy là cái tổn thương nó có một cái khối u cũng lớn này, thường là không đồng nhất ở trên lều, có thể có nang hoại tử ở xung quanh, phù xung quanh và ngấm thuốc không đều hoặc ngấm thuốc ủy viền. Thế thì rõ ràng từ nay đến giờ chúng ta thấy đó là chúng ta gặp quá nhiều những cái tổn thương như thế này và khá là đau đầu, không biết nó là cái gì, đúng không ạ? Nghĩa là cái này cũng thế, cái mà ở trẻ nhỏ mà ngoài cái hai cái vết kia cũng như thế. Thế thì chúng ta cứ luôn phải nhớ rằng đó là chẩn đoán hình ảnh á, đứng trước một cái khối u mà ví dụ như là nó lớn, nó không đồng nhất, nó ngấm thuốc không đều ở trẻ nhỏ, thì nó
đây, người ta liệt kê ra một loạt những cái u mà có thể xảy ra như thế này. Thế nên là nếu như các bạn không chẩn đoán được, hoặc là chẩn đoán sai, hoặc là chúng ta không thể nói rõ ra được cái u gì, thì nó là điều hoàn toàn bình thường thôi. Và người ta cũng nói rằng đó là những cái về nghiên cứu về chẩn đoán hình ảnh trong cái gliom ở trẻ em này nó còn rất là hạn chế. Đối với một cái nhóm tiếp theo, đó là những cái nhóm về trung mô, thì đây là một số loại trong cái nhóm này, thì có cái loại CIC sarcoma này là cái loại mới được đưa vào. Thế thì tại sao lại em in đậm cái solitary fibrous tumor này? Thì thật ra nó không phải là một cái u mới, mà trước đây người ta gọi nó là cái u tế bào quanh mạch hay mangiopericytoma. Tuy nhiên là sau đấy đến 2016 thì người ta sẽ đưa cả hemangiopericytoma gạch chéo solitary fibrous tumor vào trong một cái chung, bởi vì người ta thấy nó là cái sự hợp chất stain của hai cái này nó có sự tương đồng nhau của cái stat 6 ấy. Thế thì sau đấy đến năm 2021 thì người ta đã bỏ cái hemangiopericytoma đi và chỉ còn lại cái u sơ đơn độc thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ thống nhất chung rằng chúng ta sẽ không gọi những cái u ở não mà solitary fibrous tumor là liên quan gì đến hemangiopericytoma nữa, mà chúng ta đơn thuần chúng ta gọi nó là CFT, u sơ đơn độc. Và một cái loại u mới được đưa vào đó là cái sarcoma CIC, nghĩa là có sự sắp xếp lại của cái gen CIC này. Thì đây là đầu tiên nó là một cái sarcoma đó. Thế thì cái tổn thương này thì thường gặp ở người cũng cao tuổi hơn so với những cái loại sarcoma khác. Cái tổn thương nó cũng khá là không đặc hiệu, đúng không ạ? Tổn thương ngấm thuốc không đồng nhất, hạn chế khuếch tán không đều, hoặc là có chảy máu vân vân ở trong. Ví dụ ở cái bệnh nhân này thì nó sẽ những cái trường hợp này thì nó lại thường nó là ở ngoài trục, nhưng ở bệnh nhân này thì cho thấy đó là tổn thương nó nằm ở ngoài trục. Và khi chúng ta thấy một cái tổn thương ngoài trục thì ngoài những cái chúng ta nghĩ đến hay thường gặp như kiểu là meningioma hay là cái solitary fibrous tumor kia, thì chúng ta sẽ nhớ đến những cái tổn thương liên quan đến cả sarcoma nữa. Một cái thay đổi nữa đó là những cái tổn thương ở cái vùng yên, thì có một cái u mới được đưa vào, đó là cái blastoma của tuyến yên. Thì cái u này thì thường gặp ở trẻ dưới 24 tháng tuổi, và trong cái phần giải phẫu bệnh của nó ấy, thì người ta sẽ thấy là nó có những cái tương tự với cái PPB của cái phổi, hoặc là những cái tế bào về thần kinh nội tiết, cũng như là những cái dạng rat type của nó, hình hoa hồng rồi hình tạo hình cấu trúc hình tuyến vân vân, đó là trên mô bệnh học. Và cái tổn thương này được sắp xếp vào cái WHO NS grade 4. Thế thì nó rất là ít, và một cái bài báo em mới đọc thôi, đó là người ta mới báo cáo được khoảng hình như là 4 ca về cái pituitary blastoma này. Nên là nếu anh chị nào có gặp cái trường hợp này thì có thể viết báo share cho chúng em được biết và để học hỏi thêm. Còn em cũng chưa gặp cái trường hợp mà blastoma tuyến yên này. Vậy thì tổng kết lại đó là những cái thay đổi trong khu 2021 đó là gì? Đó là những cái danh pháp grade này. Chúng ta nhớ thêm đó là ngoài cái NOS nó có thêm NEC nữa, và mà chúng ta gọi không có cái cụm từ anaplastic nữa, và từ đầu nữa chúng ta cũng không còn cái từ multiform ở bên cạnh cái glioblastoma nữa, đúng không ạ? Chỉ đơn thuần gọi là glioblastoma thôi. Và cái vai trò của sinh học phân tử trong cái phân loại chẩn đoán những cái khối u thần kinh trung ương, và đặc biệt đó là gliom, thì chúng ta cần phải nhớ đó là trong cái phân loại mới này được chia ra rất rõ ràng, đó là típ người lớn, típ trẻ em có sự tham gia của cái sinh học phân tử đó là IDH hay là IP19Q, thì chúng ta cần phải quen với những cái thuật ngữ là IDH mutant hay là IDH wild type, và cũng như là những một số những cái dấu hiệu hình ảnh để chúng ta gợi ý là có IDH mutant, ví dụ như là T2 flame mismatch như thế nào. Còn đối với ependymoma thì chúng ta nhớ rằng đó là nó được chia ra theo cả vị trí và theo cả cái sinh học phân tử nữa. Đối với cái u mà ngày xưa chúng ta gọi là hemangiopericytoma solitary fibrous tumor thì bây giờ đơn thuần chúng ta gọi nó là u sơ đơn độc solitary fibrous tumor thôi. Và ngoài ra chúng ta có một loạt những cái khối u mới nữa, và cái đặc điểm hình ảnh của nó cũng rất là đa dạng, và chúng ta cần có thêm có những cái lâm sàng hay là những cái nghiên cứu về nó. Vậy thì đây là một cái sơ đồ mà có lẽ là em xem lại nhiều nhất trong khi em làm slide, đó chính là cái phân loại của diffuse glioma này. Thì rất mong là chúng ta có thể mỗi lần chúng ta chẩn đoán một cái này, chúng ta có thể lật lại xem là bệnh nhân được nằm trong cái rãnh nào, theo cái đường nào trong cái phân loại này.
Và để khép lại cái bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi một số những cái cây lâm sàng thực tế. Thì đây là một bệnh nhân 36, nữ 36 tuổi, tổn thương ở thùy trán bên trái, ngấm thuốc viền đúng không ạ? Và có cái phần mà phần đặc ngấm thuốc thì hạn chế khuếch tán rất là mạnh. Thế thì trên cái hóa mẫu miễn dịch ấy, chúng ta thấy đó là bệnh nhân có cái IDH1 R132H dương tính. Thế thì chỉ cần có cái này thôi thì chúng ta đã dễ, đúng không ạ? Đây, chúng ta đã dễ ra cái phía bên này rồi. Vậy thì dựa vào trên cái mô bệnh học ấy, thì người ta sẽ xem là nó có biểu hiện đó là astrocytome hay là cái oligodendroglium. Thế thì ở cái bệnh nhân này thì chúng ta thấy đó là cái có cái GFAP dương tính, đó là một cái của thể hiện của những cái tế bào hình sao, khu thánh điện bạch sao, hình sao. Và ngoài ra thì cái mô tả của nhà giải phẫu bệnh nữa, để chúng ta thấy là có cái phần tân sinh mạch hay là có cái phần hoại tử ở bên trong hay không. Thế thì nếu như mà theo phân loại của 2021 thì rõ ràng chúng ta sẽ phân loại nó là astrocytome IDH mutant CNS WHO grade 4. Bởi vì nó có IDH1 R132H dương tính, cũng như là nó có những cái biểu hiện ví dụ như là EGFA dương tính ở đây. Hoặc là trên miêu tả của cái WHO grade 4 ấy, thì sẽ phụ thuộc vào bác sĩ giải phẫu bệnh đọc xem nó có hoại tử vân vân ở trong, hay là tân sinh mạch ở trong cái khối u hay không. Còn có những cái xét nghiệm mà về phân tử khác nữa, và trong đặc biệt trong đấy là có cái EGFA này. Cái EGFA thì chúng ta có thể làm bằng hóa môn miễn dịch hoặc là bằng giải trình tự gen. Tất nhiên là cái hóa môn miễn dịch thì nó sẽ hạn chế hơn, tại vì nó không thể bao quát hết được của cái bất thường của cái EGFA này. Tuy nhiên nếu như mà nó dương tính thì rõ ràng là mình đã đủ tiêu chuẩn để chúng ta có thể chẩn đoán được nó là một cái CNS WHO grade 4. Ở bệnh nhân tiếp theo thì cái tổn thương trông nó cũng khá là tương tự như cái tổn thương vừa rồi đúng không ạ? Chỉ cần là to hơn một chút thôi. Thì cái bệnh nhân này nó lại là 57 tuổi cơ. Thế thì chúng ta thấy đó là khi mà bệnh nhân 57 tuổi, IDH1 âm tính. Thế thì người nếu như mà có như em vừa trình bày lúc trước, thì nếu như có các biểu hiện của cái glioblastoma thì chúng ta không cần phải làm thêm cái IDH2 hay là giải trình tự gen nữa, mà chúng ta nếu như mà chúng ta có những cái biểu hiện của glioblastoma thì chúng ta hoàn toàn có thể chẩn đoán luôn, đó là glioblastoma IDH wild type CNS WHO grade 4. Bệnh nhân tiếp theo là bệnh nhân nữ 23 tuổi. Chúng ta thấy đó là cái tổn thương tan tín hiệu ở trên T2, có cái dấu hiệu đó là T2 Flemish mass đúng không ạ? Đó là nó sụt giảm ở phía tín hiệu ở phía bên trong tổn thương, và có cái viền tăng tín hiệu ở phía bên ngoài này, không ngấm thuốc ở sau tiêm và không hạn chế khuếch tán. Thế thì cái hóa môn miễn dịch hiện tại của bệnh nhân mới chỉ có thế này thôi, đó là cái IDH1 dương tính. Thế thì nó đã đủ để chúng ta chẩn đoán hay chưa? Thì rõ ràng nó là chưa, mặc dù là trên mô bệnh học các bác mô tả đó là có những của các tế bào thần kinh đệm ít nhánh vân vân. Thế thì mặc dù nó là có IDH1 dương tính rồi, nhưng mà chúng ta cần phải làm thêm cái IP19Q đồng bất đoạn của IP19Q nữa, chúng ta mới có đủ cái điều kiện để chúng ta chẩn đoán nó là oligodendroglium đúng không ạ? Còn nếu không thì chúng vẫn là NOS mà thôi. Bệnh nhân này thì vẫn đang được khuyến cáo và đang chờ kết quả IP19Q này. Và rõ ràng đây cái dấu hiệu tên hai Flemish mass này thì dự đoán một cái IDH1 dương tính, và chúng tôi cũng đã dự đoán cái IDH1 dương tính khi đọc kết quả rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ dự đoán thêm một cái nữa, đó là bệnh nhân sẽ không có cái đột biến IP19Q, bởi vì nó mismatch rất là nhiều đúng không ạ? Nó giảm số lần tên flare như thế này nữa thì đa phần những cái tổn thương này nó sẽ không có đột biến IP19Q, nhưng chúng ta vẫn phải làm cái đột biến đấy để chúng ta đưa ra cái chẩn đoán cuối cùng. Và nếu như bệnh nhân không có cái đột biến IP19Q đấy thì chúng ta sẽ phải chuyển sang đó là cái nhóm mà astrocytome ấy, thì là WHO grade 2 3 4 gì đấy, thì cái đấy phụ thuộc vào cái mô bệnh học của cái bệnh nhân. Thế thì chúng ta sẽ em sẽ tiếp tục cập nhật cái cây này sau khi mà bệnh nhân có cái IP19Q. Một bệnh nhân tiếp theo là bệnh nhân 63 tuổi, một cái tổn thương ngoài trục, chúng ta thấy cái flow void ở bên trong ạ, thì khuếch tán rất là mạnh, ngấm thuốc rất là mạnh. Thì cái này chúng ta hướng đến một cái theo cái cũ thì nó gọi là hemangiopericytome ấy. Thì bệnh nhân này chúng ta nhớ thêm một cái nữa, đó là chúng ta sẽ không gọi cái u hemangiopericytome nữa, mà chúng ta sẽ chuyển sang gọi đó là solitary fibrous tumor. Và cái phân loại của cái này thì nó sẽ có grade 1 2 3 chứ nó không có 4, nó chỉ đến 3 thôi. Và một bệnh nhân cuối cùng, bệnh nhân này cũng rất là hay, đó là bệnh nhân có một cái tiền sử đó là u manh tràng, cái tổn thương thùy đỉnh bên trái, tăng tín hiệu ở trên flare, nó cũng không, và sau tiêm thì nó có đúng một chấm ngấm thuốc này, nó lại ở vị trí ranh giới chất trắng rất xám đúng không ạ, không có
hạn chế không rõ ràng và nó cũng không có tăng sinh mạch ở trên RCBV. Chúng tôi tiến hành đặt cái spectral ở cái vị trí là trung tâm của cái tổn thương ấy, của cái phần ngấm thuốc, thì nó có giảm NAA và tăng cái biểu hiện colin phổ của cái mũ u và đạt được cái vị trí ở cái viền bên cạnh, thì cái tổn thương nó không có tăng colin, nó cũng không giảm NAA. Thì nếu như mà cái tổn thương như vậy thì rõ ràng nó sẽ gợi ý mà cái vùng phù vẫn mạch ở cái phía xung quanh của cái tổn thương, lại trên nền bệnh nhân có u manh tràng nữa, thì chúng ta sẽ rất gợi ý đấy là một cái metas chứ không phải là một cái glio. Tuy nhiên rất là hay như thế này, đó là bệnh nhân sau đấy bệnh nhân vẫn quyết định là sẽ làm sinh thiết cái tổn thương thương đấy ra. Bởi vì có một chỗ chúng tôi cũng rất là băn khoăn, đó là cái change flare này, nó có cái gọi là nó tăng, và nó tăng đến cả cái vỏ của cái vỏ não, chứ nó không đơn thuần nó chỉ ôm cái chất trắng ấy. Nên bệnh nhân vẫn sau đó vẫn được làm cái sinh thiết, và cái mô bệnh học đó là cái mô u các tế bào dạng sao bào đa hình thái nhân kiềm tính, tế bào nhân chia thùy bào tướng rộng ô toan sinh em tương nguyên là rất là ác tính, đúng không ạ? Và khi làm cái hóa mô miễn dịch này thì có cái IDH1R132 âm tính, có nghĩa là nó ngoài tiếp, thế nhưng mà bệnh nhân này mới có 52 tuổi, thời gian nó cũng sát nút 5 năm rồi, nhưng mà bệnh nhân vẫn được là dưới 55 tuổi, như vậy mình cũng không thể loại trừ được nó có đột biến hiếm hay không. Thế thì bệnh nhân được làm tiếp cái FISH để xem có những cái đột biến hiếm nào của 1,2 hay không. Bệnh nhân không có đột biến IDH1,2, vì vậy mà cái chuẩn đoán cuối cùng là một cái glioblastoma IDH wild type who grade 4. Thế thì nó có hợp lý được cái bệnh nhân mà có một cái tiền sử ung thư nguyên phát như thế hay không? Thì đây là một cái khai thác của các bác sĩ lâm sàng của cái tiền sử của gia đình của bệnh nhân, thì chúng ta thấy đó là một loạt bố mẹ anh chị em các thứ, kể cả cô rồi con của cô rồi chú rồi con của chú, thì đều có những cái bệnh liên quan đến u về đường sinh dục này, u buồng trứng, u đại tràng, u trực tràng, vân vân. Thế thì nó lại rất hợp lý ở những cái bệnh nhân mà hướng đến là một cái bệnh nhân có cái hội chứng linh như vậy. Thì và chúng tôi cũng đọc những cái tài liệu mà liên quan hội chứng linh, và chúng ta thấy rằng đó là đa số những cái bệnh nhân có hội chứng linh thì nó thường gặp nhất đó là cái glioblastoma, và bên cạnh đó thì nó có thể là astrocytoma hoặc là oligodendroglioma. Và nhưng mà người ta lại không tìm thấy những cái bệnh nhân mà glioma của hội chứng linh này, nó đều không có cái đột biến IDH1R132H này. Đây là tài liệu tham khảo của mình, thì không biết là các bạn có câu hỏi gì không ạ? Chắc là cũng hơi buồn ngủ một tí ạ.